Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Miền Núi Tây Bắc của Lượng. Hôm nay Lượng đi chợ phiên để tìm mua một số đặc sản để gửi cho một số vị khách có nhờ Lượng mua đấy. Và tiện thể thì Lượng quay chia sẻ cảnh chợ phiên và giới thiệu các mặt hàng đặc sản nông sản cho các bạn cùng tham khảo nhé. Đây, ngay trước mặt mình đây thì khu vực họ bán nho rừng này các bạn. Đó. Cái này chỉ để ngâm rượu nha các bạn nhé. Ăn thì nó hơi chua chua một chút. Đấy, các bạn có thể lấy những cái quả như thế này, đó, quả còn xanh ấy mang về ngâm rượu mới ngon nhé. Cái quả chín này thì ngâm rượu không tuyệt vời mấy đâu các bạn. Các bạn ạ, hiện tại đang là vụ nho rừng chín ấy, nên người dân lên rừng hái nho mà nhà chợ bán rất là nhiều các bạn. Xin chào nhá, chào em gái nhá, có bộ quần áo đẹp quá, xinh gái thật. Ở đây có em xinh gái, em bán gì đấy, em xinh gái bán gì đấy? Thế cái này là cái gì đấy cô ơi? Cái không phải của cô, cái này của em à em ơi. Cái này quả gì đấy? Nhưng mà quả gì làm gì? Ăn à? Sao ăn à? Những kiểu củ khoai các bạn, nhưng mà không biết người bán đi đâu rồi. Ngay khu này thì mình thấy họ bán rất là nhiều phong lan này các bạn ơi. Đó, toàn là phong lan rừng thôi. Và đây có hai giỏ lan kim tuyến này các bạn. Đó, lan kim tuyến một trong những cái loại rất là hiếm nhá các bạn nhé. Cái này lấy về lâu chưa anh? Lấy về trồng vào chậu này, đấy, rất là đẹp. Cái này có thể mang về làm cảnh nhỉ? Nhưng mà cái này là mục đích là dùng để làm thuốc chữa bệnh các bạn. Tim mạch này, não này, đó, gan này, dạ dày này các bạn ơi. Cái này chữa rất là tốt nha, mang về vò cái lá này pha với nước nóng uống các bạn ạ. Đây các bạn ơi, ở đây có một ít sâm đất này, đó. Cái này là dùng để ngâm rượu, đun nước uống này. Cái này dùng để chữa những bệnh dạ dày này, gan này. Đó. Ai mà men gan cao hoặc là nóng gan lấy cái này về đun nước uống, hoặc là các bạn có thể ngâm uống rượu chơi nhé. Mình mua lấy tầm chục ký cơ, nhưng mà đây có 3 ký thì mình mua trước. Mình chọn mua ít đẳng sâm này, tiện thì mình quay cho các bạn. Cái gì túi đấy đựng được không, đủ không, đủ cân không chị? Hả? Túi đấy đựng được 1 cân không? Tôi đấy đựng được 1 cân được không? Các bạn ơi, những cái củ đẳng sâm thì nó đa số là tầm bằng này đấy nhá. Thì sâm này là nó mọc hoang ở trên rừng già đấy các bạn. Đó. Nó không phải là loại trồng, nếu mà loại trồng thì củ nó rất là lớn. Chị đi đào về lâu chưa chị ơi cái này đấy? Chưa. Được mấy ngày rồi? 3 ngày. Đào được 3 ngày rồi đúng không? Ừ, có vẻ mùa này cũng ít nhỉ? Các chị đào sắp cạn kiệt rừng rồi. Đây mình lại ra đây mua một ít sấm đất này các bạn. Cái này mang về hầm gà hầm sướng được, ngâm rượu được. Cái này tìm về lâu chưa chị? Tìm về được mấy ngày rồi? Thế à? Hôm qua vừa mới đi tìm trên rừng về à? Giống này nó mọc hoa trên rừng già ấy các bạn. Đấy, thơm lắm. Cái này là quả núc nác nha các bạn nhá. Cái này mang về nộm ăn ngon lắm các bạn. Còn đây là có ít tắc kè đá này các bạn. Đó, để ngâm rượu chưa xương khớp nha các bạn nhé. Các bạn ạ, mải lấy hàng quá chưa được giới thiệu các bạn là cái công dụng của củ đẳng sâm này. Cái giống này nó có tính mát cho các bạn nhé. Cái giống này nó rất là nhiều nước, có thể ăn sống được này. Mang về hầm gà hầm xương này, ngâm rượu này, đun nước uống này. Đó, cái này ngâm rượu uống rất là tốt này, mát gan này. Đó các bạn, tăng cường sức đề kháng này, mạnh gân cốt này các bạn. Còn cạnh khu vực mình mua đẳng sâm này thì có một lọ mật ong rừng nha các bạn nhé. Đó, cả sáp cả mật luôn này. Mật ong rừng nguyên chất 100% các bạn ạ. Đây, còn đi vào trong này thì mình thấy họ bán củ tam thất này, nụ tam thất này rất là nhiều. Ở trong này gọi là biệt củ tam thất nha các bạn nhá. Mình quay chia sẻ cái nụ tam thất cho các bạn cùng tham khảo các bạn. Đây là những cái nụ tam thất này dùng để đun nước uống các bạn. Pha nước uống như kiểu pha trà đấy các bạn. Đó. Rồi chứa hoa mắt chóng mặt đau đầu này, giảm trí nhớ này các bạn. Đó. Lưu thông mạch máu não này các bạn ơi. Chữa mất ngủ này. Tăng cường hệ miễn dịch này, ngăn ngừa và phòng chống ung thư này các bạn, tăng thị lực này các bạn. Đó, ai có nhu cầu mua cái nụ tam thất này thì alo cho Lượng nhé. Lượng đi chợ phiên đặt mua cho các bạn. Cái này có thể mang về ngâm rượu được các bạn ạ. Ngâm rượu uống thì nó thơm lắm các bạn. Pha nước uống thì mỗi lần pha các bạn lấy một tầm này thôi, pha một ấm trà thì các bạn nhé, pha được 2 lần nước các bạn nhé. Đây là những cái củ tam thất khô này các bạn, rất là nhiều này các bạn. Cái này mang về
tán bột ra để pha với nước nóng hay là pha với mật ong uống hàng ngày. Thì các bạn ở khu này thì mình thấy họ bán rất là nhiều củ ba kích này, ba kích tím rừng Tây Bắc nha các bạn nhé. Cái này mang về ngâm rượu này, bổ thận tráng dương các bạn ạ. À, mạnh gần cốt này, chứa những bệnh đau lưng mỏi gối này các bạn. Giống này củ nó bé thế này thôi nha các bạn nhé. Củ nó chỉ bằng này thôi, bằng chân đũa ăn cơm thôi các bạn ạ. Này gửi đi 1-2 ngày thì nó sẽ khô cái vỏ và nó kiểu là mất cái độ tím của nó. Các bạn lại tưới nước vào nó lại tím như bình thường nhé. Được chưa? Đây các bạn, cái bà kích này rất là đẹp nhé các bạn nhé. Ai nhu cầu mang về ngâm rượu thì alo cho mình nhé. Đó, để mình đi chợ phiên mua giúp các bạn. Chào, trèo lên xem được mấy cân nào. Được mấy cân? 8 cân. Các bạn ơi, trước mặt mình đây là cái này là cái nấm lim xanh này các bạn. Mang về ngâm rượu hoặc đun nước uống này các bạn, chứa tim mạch, chứa dạ dày này các bạn, chứa huyết áp cao này, chứa gan rất là tốt nha các bạn nhé. Ai nhu cầu mua thì alo cho Lượng nhé. Này, họ đây nấm lim xanh này, nó rất là đẹp này các bạn. Và cái hoa đu đủ được này thì cân cho em 7 cân chị. 7 cân. Thật đua em gì? Không bán à? Quay mua luôn chứ. Hoa đu đủ này về làm gì hả em? Mang về ngâm mật ong này, ngâm rượu. Làm gì? Có tác dụng gì? Nó ngâm mật ong này chứa dạ dày, ngăn ngừa phòng chống ung thư, còn quế là để tiêu u. Cái này nhiều công dụng mà cái này. Ai mà bị ung thư sau khi xạ trị lấy cái này phải pha nước nóng uống, lấy khô ấy. Tốt lắm. Hoa đu đủ đực. Lấy 7 cân luôn. 7 cân. Lấy hoa này. Lá chỉ để xào ăn thôi, xào hoặc luộc ăn thôi. Ôi giời, lá cái này. Cái này này ngâm mật ong như thế kìa. Mật ong này mật ong xịn lắm. Mật ong xịn. Mật ong à em? Vâng, cái này ngâm mật ong ạ. Rửa sạch tinh ngâm mật ong. Nhà em bán đấy à? Em đang mua ấy. Em đang mua. Vâng. Đang quay đây này. Sao bảo mua 7 cân tưởng đùa. Bảo mua 7 cân bà tưởng đùa chứ. Cái này mang về ngâm rượu hoặc là đun nước uống. Mua đây về làm gì em? À em mua về để gửi cho họ. Cái này thì mang về ngâm mật ong, tốt lắm. Ngâm rượu ngâm mật ong. Thế là 7 cân là lấy hết rồi. Chi dồn vào túi đi cho em với, cho nó gọn. Mình mua 7 cân đủ. Em quay em mua mà. Đây, các bạn có thể mang cái hoa đu đủ được về ngâm mật ong như thế này nhá. Đó, dùng để chữa dạ dày, chữa ho rất là tốt này. Tiêu u này, ngăn ngừa phòng chống ung thư rất là tốt này. Đây, mật ong rừng này, ai có nhu cầu mua mật ong hoặc là các đặc sản vùng cao thì cứ alo cho Lượng nhé. Mình đi vào trong này là khu vực này họ bán các loại gia vị thức ăn. Đó. Mà khén, hạt dổi, hoa hồi các thứ. Chào cô nhá. Đây là tương ớt này, thịt trâu sấy. Xin chào nhá. Những cái lọ chằn chéo đặc sản vùng cao. Cái này là mật ong Bạc Hà. Cái này mật ong ấy, mật ong núi đá. Tương ớt này mình tự làm mà hay đi mua. Hạt dổi này, hạt dổi gia vị đặc sản vùng cao. Cái này là hoa hồi. Đây các loại dao này các bạn, dao đánh từ nhíp ô tô, dao mèo rất là nhiều. Ai nhu cầu mua dao thì alo cho Lượng nhá. Con này thì chặt xương vừa tầm các bạn ạ. Con này thì những con dao chặt này. Dao chặt xương, đánh từ nhíp ô tô này. Rồi, dao. Này nhà cô tự rèn hả cô? Rèn nhíp ô tô đấy à? Vâng, cháu cảm ơn cô nhá. Đây các bạn này, đây có cái thân nghiến này các bạn. Đó, thân nghiến rừng già này. Đó, vài cái thân nghiến này cha thì không bao giờ sợ bị mẻ đâu các bạn ơi. Ngoài ra thì họ cũng có bán một ít sâm đất này. Đó, sâm đất thì hiện tại thì họ tìm đi ra chợ bán rất là nhiều các bạn ạ. Cái thảo quá anh ơi. Ở trong này thì là khu vực họ bán toàn đặc sản vùng cao các bạn này. Đây là thảo quả này, thảo quả tươi đấy các bạn. Loại thảo quả là một trong những cái gia vị đặc sản ở trên Tây Bắc mình nha các bạn nhé. Đó. Ba kích này, đó, sâm cau này các bạn. Đó, sâm cau này các bạn này. Đó. Cái này mang về ngâm rượu bổ thận tráng dương nha các bạn nhé. Bổ thận tráng dương rất là tốt này các bạn này.
À, nhu cầu mua này ngâm rượu thì alo lượng nhá. Cái này thì dùng để bổ thận tráng dương này, đó, mạnh gân cốt này, chữa đau lưng mỏi gối này. Đó, tam thất thì rất là nhiều này. Đây là những cái tam thất khô này các bạn. Đó, dùng để chữa dạ dày này, chữa xương khớp rất là tốt này các bạn. Đó, tiêu u này các bạn. Ngăn ngừa phòng chống ung thư các bạn. Còn đây là tam thất tươi họ ngâm với mật ong nhá các bạn nhé. Còn đây là sâm đương quy này các bạn. Những người này chữa xương khớp rất là tốt này. Để mình mua cái đảng sâm này, cái sâm cao này tầm 20 kg các bạn ạ. Cái này có bao nhiêu cân đấy chị? Tầm bao nhiêu cân? 30 mấy cân ạ. Thế đủ mình mua các bạn. Ừ. Còn cái này là giữa rừng này, đó, này dùng để ngâm rượu chữa sỏi thận nha các bạn nhé. Đun nước uống đều được hết. Các bạn ơi, đây là những cái chùm gốc của nấm ngọc cẩu này. Hiện tại thì bắt đầu nó có những cái bầu như này ở dưới đất rồi. Đấy. Họ đi tìm trên rừng thì bắt gặp những cái này ở nhà chợ để bán. Cái này thì cô rửa rất là sạch rồi. Cái này nó có mầm như này thôi, chắc phải tầm 2 tháng nữa thì nó mới mọc lên khỏi mặt đất các bạn ạ. Đào tận gốc luôn, cái này nó là cái dây đi xong là mùa này bắt đầu nó phình to ra. Đấy. Phát triển như thế này các bạn ạ. Cái tam thất này mấy củ đây ạ? 7 củ, 8 củ ạ. À, cái này mang về ngâm rượu này, có ngâm mật ong này các bạn. Nó tác dụng cũng như củ khô mang về nghiền ra, tán bột ra. Cái củ khô thì mang về tán bột pha với mật ong hoặc pha nước nóng uống. Còn cái này thì các bạn mang về ngâm rượu hoặc ngâm mật ong nhé các bạn nhé. Thì các bạn ở đây thì mình gặp họ bán một ít thịt trâu sấy này các bạn. Thịt trâu các bếp đặc sản trên vùng cao này. Đấy. Họ còn xé ra cho khách ăn thử này các bạn. Đó. Ai nhu cầu mua cái trâu các bếp thì alo cho lượng nhé. À, một trong những đặc sản vùng cao. Cái này họ ướp hạt dổi này, mắc khén này, ớt này và một số gia vị đặc sản Tây Bắc. Các bạn ơi, bây giờ thì mình đi lên khu vực này, khu vực trung tâm chính của chợ phiên này. Rất là đông người này. Ở đây họ bán toàn là đặc sản vùng cao thôi các bạn ạ. Mình lên đây quay chia sẻ và tìm mua một số đặc sản và dư liệu quý nha các bạn nhé. Ngay trước mặt mình đây thì khu vực những bà cô đang bóc lạc này các bạn. Lạc đỏ họ trồng trên nương nha các bạn nhé. Nhiều nơi như kiểu miền Nam thì hay gọi là đậu phộng đấy các bạn. Và là đồ đặc sản và những cái mặt hàng không có tí hóa chất bảo quản và không sử dụng phân bón rồi nha các bạn nhé. Đây thì họ sử dụng phân bón chính là phân trâu các bạn ạ. Đây có ít ớt này, ớt vùng cao ăn ngon lắm các bạn. Cái này là cái nấm hồng chi này các bạn ơi, cái này dùng để chữa gan, chữa dạ dày rất là tốt nhé. Ngăn ngừa phòng chống ung thư gan, ung thư dạ dày. Đó. Chữa men gan cao này. Đó. Và giải độc gan rất là tốt cho các bạn nhé. Cái này đun nước uống, này thái lát cho đun nước uống hoặc là ngâm rượu nha các bạn nhé. Bác nào không bị bệnh thì lấy cái này về ngâm rượu uống rất là tốt này. Cái gốc sâm cao chú phải rửa sạch cho cái này vào bình nó mới đẹp. Ừ. Lấy cái máy rửa xe xịt sạch đi. Nhưng mà cái củ này cảm tưởng như là nó không vẫn bị xử lý rồi đúng không? Không phải xử lý đâu, cái đào trên rừng về đây. Về cắt cái đoạn này vứt đi. Cái đoạn này vứt đi lấy cái rễ củ thôi, cái thân này bỏ đi, cái thân bỏ đi. Cắt cái thân này vứt đi xong lấy cả chùm này. Sâm cao. Mang về bổ thận tráng dương. Đây đi vào trong này thì mình thấy sâm đương quy này bán rất là nhiều. Mình chọn mua một ít mang về để ngâm rượu. Cắt đi, cắt hết lá đi. Hai vợ chồng cắt cho mình hết lá đi. Chọn những củ nào sạch sạch ấy. Không thối nhá. Cắt hết cho mình nhé. Củ này hơi bé. Đường quy mùa này nó ít có củ to nhỉ, tầm này thôi. Cả chợ có mỗi cái gian hàng này có đường quy củ to đấy các bạn ạ. Các bạn ạ, mình tiếp tục ra đây tìm mua một ít sâm đường quy này. Đây sâm đường quy thì củ cũng hơi bé bé một chút rồi các bạn. Nó không được lớn như ở ngoài kia đâu các bạn. Chào cô nhá, đang vặt lá cái này để bán đúng không? Xào trâu, xào trâu, xào bò, xào gà ăn ngon lắm các bạn ạ. Nấu lẩu ăn. Thì các bạn ở khu này thì họ bán gừng này và bán măng này. Cái này là măng rừng này các bạn. Đó. Họ luộc rồi các bạn. Đó. Cái này là măng nữa này. Đó. Đặc sản ở trên vùng Tây Bắc mình các bạn.
các bạn, một cái phiên chợ thì vô cùng là thú vị này. Theo như mình quan sát thì người dân đa số là bán đặc sản thôi. Đó, đặc sản và là dược liệu quý họ lấy trên rừng về, và có rất là nhiều khách du lịch lên đây tìm mua đặc sản mang về sử dụng cũng như làm quà. Ở khu này toàn là đôi rừng này đó, nên cây khúc khắc này, cây bổ máu này, cái nấm tích dương này họ đang tìm mua, họ đang chọn mua các bạn ạ. Đây là cái mầm ngọc cẩu như lúc đầu video mình giới thiệu với các bạn. Còn cái này là cái nấm tích dương nhá, nấm tích dương hiện tại đang vào vụ nó các bạn ạ. Cái này mang về ngâm rượu này, bổ thận tráng dương cực kỳ là tốt các bạn nhá. Cái này một trong những cái loại bổ dương cực kỳ tốt, ai có nhu cầu mua thì alo cho lượng nhá. Nấm rất là lớn này các bạn ơi. Các bạn, đây là những cái cây bổ máu này các bạn. Cái này thì dùng để tăng cân này. Đó, lưu thông các mạch máu rất là tốt nhá các bạn nhá. Đó, chống sơ vữa động mạch này các bạn, các bạn lấy cái này về phơi khô nhé các bạn nhé, băm ra phơi khô để đun nước uống cho. Thì cái này thì có thể ngâm rượu được, nhưng mà đun nước uống tốt nhất các bạn, tốt nhất là lấy cái khô về. Mình thì ai có nhu cầu mua thì mình có thể mua tại chợ phiên này luôn, người dân bán cả cái khô các bạn ạ. Đây, khu này lại tiếp tục là họ bán lạc này các bạn, để mình đi vào trong này khám phá ở khu vực này xem có các mặt hàng gì để bán không các bạn nhé. Các bạn ơi, đi vào trong này là những cái gian hàng ẩm thực của chợ phiên này. Cái này là thắng cố ngựa em. Là thắng cố ngựa này các bạn. Đó, đặc sản ở trên vùng cao mình. Đây để con bán cho bê vào. Tiện thể thì mình vào đây quay khu vực ẩm thực của chợ phiên cho các bạn cùng tham khảo luôn nhé các bạn nhé. Đây thì rất là nhiều những cái món ăn ngon này. Đó, thắng cố ngựa này. Gà đen này, gà đen bản này các bạn. Đó, thịt lợn đen này. Toàn là đồ ăn ngon các bạn. Thắng cố ngựa nhà bác nhờ. Cái buổi chợ phiên này bán được mấy nồi ấy nhỉ chú nhỉ? Vâng, như tuần trước cháu thấy là hình như mất hết 2-3 nồi gì ấy. Chú đắt hàng nhá. Đây các bạn ạ, mình đi vào trong này quay cái quán đồ ăn ngon nhất tại cái chợ phiên ở trên này cho các bạn cùng tham khảo nhá. Toàn là thịt lợn đen ngon. Chào chú quán nhá. Vâng, chúc chủ quán đắt hàng nhá. Vâng, lâu lắm mới quay trở lại đây. Vâng. Quảng cáo hay là ăn? Toàn đồ ăn ngon các bạn ơi. Đó. Vâng, lâu lắm rồi ấy. Hôm nào anh em mình làm trận rượu nhờ. Được. Vâng. Còn nhà anh nhá. Vâng, vâng. Em chưa biết nhà anh. Em chưa biết đâu. Đang hỏi có chỗ đang ngồi không? Anh kia vào xong gọi số điện thoại kia. À, không. À, đang hỏi có chỗ vâng, đang ngồi không này. Có bàn đây anh ơi. Ai có nhu cầu mua tất cả các mặt hàng đặc sản có mặt trong chợ phiên ấy thì nhấc máy lên alo cho Lượng nhá. Để Lượng đi chợ phiên mua gửi cho các bạn. Hello hai em, hai em xinh gái, hai em gái Mông, mặc trang phục truyền thống của người Mông các bạn. Đây khu này thì mình thấy người dân bán toàn là đặc sản thôi. Đó. Chào cô nhá. May thời tiết hôm nay thì rất là mát mẻ, thích hợp cho bà con ở trên vùng cao đi bán hàng tại chợ phiên các bạn.